Trong nhà. Trong nhà. Chết rồi, nhà trong nó mà nó vào trong nhà này. Kinh ơi. Đi vào đây xem nào. Tôi sẽ vào và tìm. Nó ở trong đấy. Vẫn ngồi chơi ở đây này, chắc chắn nó bò vào chỗ cửa này. Sợ quá luôn. Cái này có cầm cầm biếu. Ui, nó to lắm, tôi sợ kinh luôn. Có to. Ui. Chắc mà tấn công bọn này được. Đây, hai đứa nó đang ngồi chơi đây này. Tìm xung quanh đi. Ở đâu nó đang to lắm. To lắm, nhưng mà chị Quân cháu ở nhà. To lắm, nhưng mà chị Quân cháu ơi. Ở đây, gần đây cũng quá rồi. Chú Quân đứng ngoài này, chúng ta đi sợ lắm. Chú Quân đi đâu đấy. Ra. Chú đâu? Ờ, mang cái giày đấy. Con ra ngoài rồi đấy. Đi ra ngoài đây. Anh sẽ làm vườn rồi. Ngồi lên. Tán nhau ra tìm đi, chưa tìm được. Rồi. Bây giờ nó nguy hiểm lắm. Ui, chắc chắn trong. Trong đấy à. Đâu. Ui. Đi vào dưới. Đây nhá. Tối lắm. Tối lắm. Tối nó có tối không? Tối. Đây. Đây. Nghe tiếng gì không? Con này phải gần tạ rồi. Con này phải tạ. Sao nó vào nhà dân kinh à? Căn bản nó đập vào cái này. Nó phía. Ở đấy. Đây. Ở đây đây nó phun đấy. Ở đây đấy. Cái chồng ở kia. Đấy. Cháu đây, tôi chui vào kia. Cẩn thận đấy, Spiderman. Đây rồi. Bác tươi, kiếm cái gì để bỏ nó vào? Không, để anh thao cho có người chịu. Bây giờ cứ bê nó ra ngoài kia đó. Bê ra. Ui, tránh ra đấy nhá. Kinh giải thế. Ui dồi ôi, nó bị tạ. Ui dồi ôi này. Con ra đây nhá, anh kia đi nhá.
Ôi giời, sao nó nước bọt đi thì con này xong rồi. Nào đạp cái này. Dài thế. Con này vừa vài mét nhỉ. Con này nó phải 5 6 mét. Quá. Giờ nó về con này phải tiền tạ. Đúng rồi. Con cháu nguy hiểm quá. Rồi. Căn bản là con này đạp thế này mà. Thôi rồi. Ấy. Kết thúc video đây xong là anh em mình cho chăn này di chuyển đến chỗ khác đi. Tắt đi em ơi. Cô chào anh cất đi. Chào tất cả mọi người nhá. Goodbye.